Alo, chào mọi người nha. Hôm nay mình xin quay cái máy máy dạng nắp bằng sử dụng máy dạng pin bằng máy mở ốc bằng pin đó. Mình chế cái đầu dạng nắp cho bình 20 lít nè mọi người. Đó. Có một anh ở dưới An Giang anh đặt cho mình nha. Dùng cái này để để chặn tảo chiều. Dặn vô rất ok luôn. Cái này sử dụng máy máy pin. Sử dụng cái một một cái máy pin để mình dặn dặn cái nắp này. Nói chung là xài ok đó. Xài ngon, tốt. Đó, cái cùi nó giống như này. Thay vì cùi dặn tay thì mình đưa máy pin vô mình dặn. Này là 100 nè. Phi 100. Nắp phi 100. Còn cái này là phi 110. Nắp phi 110 nha mọi người nha. Đó. Nắp phi 110 dặn. Chụp vô đây dặn. Chụp vô bằng không? Đó, cho anh ở An Giang anh đặt. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt mọi người. Máy móc mình có đầy đủ luôn, máy rửa, máy bình, mấy chiếc rót bằng nắp tự động rồi có hết đó, mấy chiếc rót chai luôn. Xưởng mình ở Vĩnh Lộc A nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đăng ký kênh của mình. Chào tạm biệt.